Chào mừng các bạn đến với podcast về phát triển bản thân của HRVN Academy. Podcast được phát định kỳ vào thứ bảy hàng tuần, bao gồm các chủ đề về work-life balance, những câu chuyện về cuộc sống, những câu chuyện về phát triển bản thân, những câu chuyện về tài chính cho người đi làm, những câu chuyện về góc đọc sách. Hy vọng podcast sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện ý nghĩa và những giây phút thư giãn vào ngày cuối tuần. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về chủ đề những nguyên tắc cần nhớ trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta mãi mê chạy theo vòng quay của cuộc sống mà quên đi các giá trị cá nhân của mình. Bạn loay hoay biến mình theo các tiêu chuẩn, các định nghĩa chung của số đông xã hội, để đến một lúc nào đó bạn nhận ra mình không còn là mình. Trong chủ đề này, mình sẽ cùng nhau nói về những khía cạnh mà ai cũng phải đối diện, trải qua. Đây không phải là những kiến thức quá mới, nó đơn giản là một trải nghiệm, một góc nhìn bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng nó sẽ có ích với một ai đó. Trưởng thành không tính bằng thời gian. Trưởng thành là gì? Chưa có một định nghĩa chuẩn và chính xác nào cho khái niệm trưởng thành. Nhưng theo cá nhân mình, trưởng thành là khi bạn đã có đầy đủ nhận thức để tự ra quyết định và dám chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Một người trưởng thành không có nghĩa là những điều họ làm sẽ luôn luôn đúng. Họ vẫn có những quyết định sai lầm, nhưng họ biết họ sẽ đánh đổi những gì, hoặc là biết cách đứng dậy sau những sai lầm đó, chứ không chối bỏ trách nhiệm hoặc gục ngã. Sự trưởng thành của một ai đó không phải tính bằng thời gian mà tính bằng trải nghiệm. Nếu bạn đang sử dụng thời gian của mình để làm những việc vô ích như là chỉ chơi game, lướt mạng hay nhắn tin cả ngày cả đêm, vân vân, thì cuối cùng dù bạn có trên 30 tuổi thì bạn vẫn sẽ chẳng trưởng thành lên được. Và thời gian không phải tính bằng số ngày giờ trôi qua mỗi ngày, mà tính bằng việc bạn sử dụng nó như thế nào. Vậy nên hãy luôn lựa chọn cho mình những trải nghiệm thú vị thay vì những thứ lặp đi lặp lại là nhàm chán. Như là bạn có thể đọc thêm sách, chơi thể thao thay vì lướt internet không có mục đích, khám phá những nơi mới mẻ thay vì chỉ luyện phim từ ngày này qua ngày nọ, vân vân. Thì đó là một vài gợi ý mà các bạn có thể tham khảo. Tình cảm không phải chỉ dựa vào duyên phận. Theo Wikipedia thì tình cảm là những thái độ thể hiện sự rung cảm ổn định của con người đối với sự vật hiện tượng có liên quan đến nhu cầu và động cơ của họ. Các loại tình cảm của con người như là tình cảm trong gia đình, lo lắng giúp đỡ nhau không vụ lợi, tình cảm bạn bè, tình cảm trai gái, tình cảm xã hội con người với nhau, thể hiện qua tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau khi khó khăn. Duyên phận là tiền tố đưa hai người quen biết nhau, gần nhau hơn, trở thành bạn bè, rồi bạn thân hay là tri kỷ. Hoặc nói cách khác là ta gặp ai đó cũng là một cái duyên. Mình hay nói vui là duyên phận do trời định, còn hạnh phúc hay không là do chính những người trong cuộc quyết định. Tình cảm không phải hoàn toàn dựa vào duyên phận, mà nó còn dựa vào sự trân trọng. Đôi lúc tình cảm cũng đến từ duyên phận, nhưng nếu bạn không trân trọng nó thì tình cảm đến rồi cũng sẽ ra đi nhanh chóng. Vậy nên hãy luôn trân trọng những gì mình có, đừng để khi mất đi bạn mới cảm thấy nó quan trọng và hối tiếc. Tiền bạc không phải chỉ dựa vào tích góp. Tiền bạc không chỉ dựa vào tích góp mà còn phải dựa vào việc đầu tư. Việc tiết kiệm sẽ giúp cho bạn có một số tiền để phòng những trường hợp rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống. Đồng thời khi có dư rồi á, thì bạn bắt đầu tìm những cái kênh đầu tư đa dạng để đa dạng dòng tiền của mình và sinh lợi. Với các bạn đi làm công ăn lương thì sự đầu tư ở đây có thể bao gồm cả việc đầu tư cho bản thân, như tham gia các khóa học nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng cho mình, từ đó tạo nền tảng cho các cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và được tăng thu nhập. Bạn có thể xem thêm bài kiến thức tài chính cơ bản cho người đi làm và bí quyết ổn định tài chính ở trên trang blog bảngtinviệclam.com để có thể hiểu đúng về tiền bạc. Hãy luôn nhớ rõ 4 nguyên tắc: tiết kiệm sớm và đều đặn, kiểm soát chi tiêu, kiếm được nhiều tiền và quan trọng nhất
đó là bạn phải có những lựa chọn đầu tư thông minh. Bạn phải phân biệt được tài sản và tiêu sản, không mua sắm, vay tiêu dùng, sử dụng thẻ tín dụng vô tội vạ mà không có sự tính toán cụ thể. Đây là một trong những sai lầm mà đa số chúng ta rất là dễ mắc phải khi mới đi làm hoặc là mình chưa có nhiều tiền để tích lũy. Giỏi giang không phải là luôn luôn bận rộn. Giỏi giang không phải là luôn bận rộn trăm công nghìn việc, mà là sắp xếp đủ thời gian cho mọi thứ xung quanh mình. Nếu bạn thấy mình suốt ngày bận bịu quá nhiều công việc, hãy dừng lại một chút và xem xét lại xem bạn đã biết cách quản lý thời gian hay chưa. Như vậy, không những bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, mà những việc bạn làm sẽ trở nên hiệu quả hơn. Mình rất thích câu nói, không ai bận rộn trên thế giới này, tất cả luôn là vấn đề của sự ưu tiên. Nếu một người không biết đâu là ưu tiên của mình, thì sẽ khó có được tương lai tốt đẹp mà người đó mong muốn. Bởi vì chúng ta rất dễ rơi vào cái trạng thái là muốn làm rất là nhiều thứ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu cả. Chúng ta hay bị tình trạng là không biết làm gì trong thời gian rảnh rỗi, dẫn đến là việc lãng phí thời gian một cách vô ích. Thì bạn có thể nghe lại podcast trên kênh HRVN Academy có nói về chủ đề là nên làm gì trong rảnh rỗi các bạn nhé. Cho nên hãy tập cách sống, mọi thứ đều phải có kế hoạch để giảm thiểu tối đa việc bạn không biết bắt đầu từ đâu, mặc dù đang có rất là nhiều việc phải làm. Thành công không phải là muốn mua gì được đấy. Thành công là một khái niệm không đồng nhất. Mỗi người có một định nghĩa riêng, mỗi thời đại, mỗi xã hội. Dù dựa trên một số giá trị phổ quát chung, thì ý niệm về thành công vẫn có sự chuyển dịch và thay đổi. Thành công là có thật nhiều tiền, hay thành công là có một địa vị cao trong xã hội. Thành công là có vợ đẹp, con ngoan, ba lầu, bốn bánh. Hay là thành công là cần phải có một cơ thể khỏe mạnh và đẹp. Thành công là luôn cân bằng được giữa công việc và cuộc sống. Thành công là gì? Bạn có định nghĩa riêng cho mình hay không? Thành công không phải là muốn mua gì được nấy, mà là tối về, ngủ không trằn trọc, sáng dậy không thấy nuối tiếc. Bởi vì bạn làm những cái công việc mà mình đam mê, bạn sẽ chẳng cằn nhằn hay là than phiền về nó. Có những lúc bạn còn muốn thời gian chậm lại nữa để mình làm được nhiều thứ hơn. Đó cũng chỉ là một cái khái niệm gợi ý về thành công. Vậy thì thành công là gì sẽ do mỗi người tự định nghĩa cho bản thân mình. Có người chọn vật chất, có người chọn đời sống tinh thần, có người chọn cân bằng cả hai ở mức vừa phải. Tóm lại là hãy thành công theo cách bạn muốn, đừng cố gắng thành công theo định nghĩa của số đông, của xã hội bạn nhé. Vì dù lúc đó bạn có thành công theo công thức chuẩn đó, thì chắc gì bạn đã cảm thấy hạnh phúc. Không có công thức chung nào để áp dụng cho cuộc sống của mọi người chúng ta cả, đúng không ạ? Bởi vì mỗi chúng ta là duy nhất, nên mình hy vọng chủ đề ngày hôm nay sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn mới mẻ hơn để có thể áp dụng cho riêng bản thân bạn. Chúc bạn sẽ luôn tràn đầy năng lượng và tích cực trong cuộc sống. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào hoặc là đóng góp cho chủ đề ngày hôm nay, hãy nhớ để lại comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn yêu thích podcast ngày hôm nay, hãy like để lan tỏa thông tin đến mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như nhận những chủ đề mới nhất từ HRVN Academy. Tôi là Thành HR, đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề podcast tiếp theo.